Chào cô chú anh chị em và các bạn đang xem kênh Lan Thái miền Tây. Hôm nay Lan chia sẻ một loại bánh rất là lạ luôn. Đó là món xôi lá cẩm, ở bên trong là bánh da lợn. Hai loại bánh mình kết hợp với nhau, ăn rất là ngon, thơm, mềm, dẻo, dễ làm. Ngon lắm cô chú anh chị em và các bạn ơi. Nếu như thấy có thích thì hãy vào bếp cùng làm chung với Lan món mới ngày hôm nay. Bước đầu tiên thì Lan sẽ cho nếp vào trong cái gỗ này là 400g nếp. Lan sẽ đem đi vo cho nó sạch. Chỉ cần vo sạch thôi là mình đem đi nấu, không còn phải đem đi ngâm. Vo nếp xong các bạn để cho nó ráo nè, ráo không còn chảy nước xuống cái rổ nữa. Rồi bắt đầu mình bỏ vào trong cái nồi để mình nấu. Bây giờ Lan sẽ nêm vào trong này luôn một ít, giống như là 1/8 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê dầu ăn. Bạn lấy nước lá cẩm nha. Đây là cái nước lá cẩm Lan đã nấu và để cho nguội để đông đá đó. Bây giờ mình xài mình lấy ra. Cái trọng lượng nước là 350ml, tức là lúc nào cái nếp nó cũng nhiều hơn cái nước một chút xíu đó. Bạn nếu như mà không tính được đó, thì mình lắc lắc như này cho nó xăm sắp là được rồi. Rồi bây giờ bỏ lên trên cái nồi mình đem đi nấu, nấu cho nó chín xong rồi sau đó mình sẽ làm tiếp. Trong giây phút chờ đợi mà nếp nó chín đó, thì ở đây Lan sẽ làm cái phần bánh da lợn. Lan sẽ làm cái màu vàng của đậu xanh trước. Thì ở đây Lan có 100g đậu xanh, mình tính từ lúc mà chưa ngâm nước á, ngâm nước nở sau đó đem đi hấp cho nó chín. Rồi bây giờ bỏ vào trong cái cối này là 100g đậu xanh, 1/8 muỗng cà phê muối, 100g đường, 100g bột năng. Đó, đây là cái công thức rất là dễ nhớ luôn. Sau đó các bạn lấy nước cốt dừa mình pha với nước lạnh cho nó loãng ra, lấy là 300ml đổ vào trong này. Nếu như nước cốt dừa lỏng thì mình sử dụng hết phần nước cốt dừa, còn như nước dừa lon của Lan xài nó đặc á, cho nên Lan pha thêm một ít nước lạnh vào cho đủ 300ml. Rồi mình đem đi xay cho thật là nhuyễn ra. Cái phần đậu xay xong thì mình sẽ đổ ra trong cái tô này, đổ thẳng trực tiếp luôn, không cần phải lược lại vì rất là mịn rồi. Sau đó mình đẩy sang qua một bên, Lan sẽ pha luôn cái phần lá dứa màu xanh. Lan lấy một cái son, cái này thì mình sẽ dùng bằng cái nồi. Đó, cái phần cơm nếp đã chín rồi. Bây giờ Lan sẽ cho 1/8 muỗng cà phê muối, 150g đường, 150g bột năng. Vì cái đậu xanh đó, nó có đậu xanh cho nên lá dứa mình phải tăng lên cái công thức chút xíu. Rồi kế đến 100ml nước cốt dừa. Nước cốt dừa này rất là đặc, là sử dụng hiệu này đây. Kế đến là 300ml nước lá dứa. Các bạn lấy khoảng 5-6 lá đó, mình xay ra. Rồi nếu như thấy lợt thì mình sẽ bỏ vào thêm. Rồi những cái thành phần nguyên liệu này Lan sẽ quậy lên cho nó đều tan. Sau đó bắt lên bếp, mở bếp hơn trung bình, mình đặt cái nồi lên. Các bạn khuấy trong vòng 1 phút thì mình sẽ tắt bếp. Khuấy cho cái phần nước này nó ấm lên thì cái bánh da lợn của mình phía bên trong nó không có bị hư và chảy nước. Này xôi mới vừa chín á, các bạn dở ra nhưng mà mình đừng có lấy ra nha. Sau đó mình lấy đũa này trộn đều nó lên đó. Xôi mà nó vừa chín nó hơi còn ấm ấm á, còn nóng còn nhão nhão đó. Rồi bây giờ các bạn cho thêm vào trong này là 1 muỗng canh đường, cho cái phần nếp nó được ngọt. 1 muỗng canh nước cốt dừa, gưới nó lên. Lúc nó còn nóng thì một hồi nữa cái xôi của mình nó dẻo á. Rồi trộn đều lại. Sau đó các bạn đậy nắp lại, mình ủ trong này thêm 15 phút
là mình đừng có tắt lửa nha, vẫn còn lửa mà để cho nó giữ ấm á. Chuẩn bị đang đi hấp bánh thì ở đây Lan sử dụng cái khuôn dài như thế này. Ở phía dưới Lan lót một miếng giấy nến vô để hồi mình lấy bánh ra cho nó dễ. Sau đó cái phần nếp chính các bạn chia ra làm hai. Bỏ vào trong này. Mình sẽ dàn đều cho nó mỏng ra. Rồi bắt lên bếp. Lan đã bắt lên trên bếp rồi. Thì hôm nay cái trọng lượng nó dư ra thêm được những cái chuông nhỏ, Lan sẽ làm luôn. Rồi giờ mình sẽ đổ cái lớp da lợn lên. Cái lớp đầu tiên thì các bạn sẽ bỏ cái phần đậu xanh nha. Bỏ đậu xanh vô cho nó chín trước. Chứ còn các bạn để lá dứa vô thì nó sẽ lọt chảy xuống phía dưới nếp á. Rồi quậy đều lên. Cho một lớp, một giá này thôi. Chảy đều qua. Những cái chung nhỏ nhỏ này Lan cũng bỏ vô luôn nè. Đây là một cái món kết hợp vừa bánh da lợn và xôi. Rất là hấp dẫn mà mới luôn đó. Rồi sau đó mình đậy nắp lại. Cái lớp này hấp trong vòng 8 phút. Đậy nắp nha các bạn. Lan trở lại, bây giờ Lan đổ đến cái lớp thứ hai là lớp lá dứa. Cũng cho một cái giá này vào. Muốn cho nó đều với nhau thì mình lấy cái giá, cái mui á, nó bằng với nhau. Rồi, bây giờ những cái khuôn nhỏ này nè, mình cũng bỏ vô luôn. Xíu, cái này là dư thôi. Lớp này thì các bạn đậy nắp lại, hấp 10 phút. 10 phút rồi, Lan mở nắp ra trở lại. Bây giờ là cái lớp cuối cùng. Thì cái lớp cuối cùng nó hơi khó một chút xíu. Vì cái nồi này nó đang nóng, cho nên các bạn lấy xôi, lấy nếp đó, mình ép ra. Lấy cái bọc này mình ép ra. Chiều dài là 20 cm. Còn cái khuôn này là chiều ngang, chiều cao 5 cm. Các bạn ép sẵn đi, rồi mình để vô cho nó dễ. Chứ còn mình để vô là nó bị nóng phỏng tay ha. Đó, là để vô nè. Bây giờ lúc này thì nó chưa có đều đó. Mình sẽ dàn cho nó đều ra. Thiếu một chút xíu nữa nè. Các bạn có thể dùng cái cây này nè. Mình ém xuống nha. Ém cho nó chặt xuống. Giống như là xoài vị vậy á. Rồi, cái lớp này thì các bạn đậy nắp lại, hấp cho Lan thêm 10 phút nữa là bánh mình sẽ hoàn toàn chín hết. Nếp cũng chín mà da lợn cũng chín luôn. Còn phía bên đây còn dư chỗ nè, mình sẽ bỏ cái phần đậu xanh tiếp tục vào. Này khuôn này là đặc biệt luôn. Rất là đơn giản luôn. Các bạn đậy nắp lại, hấp thêm cho Lan 10 phút. Sau đó mình để cho thật nguội ở ngoài. Bánh sau khi nguội rồi thì Lan gỡ ra. Cái bánh này để ở ngoài khoảng 1 tiếng đồng hồ thì nó sẽ nguội. Rất là dễ luôn nha cô chú anh chị em nha các bạn. Đây Lan gỡ cái bánh mà trong cái chung á, nhỏ ra. Nó như thế này ha. Đó, bánh lại mềm nè. Nếu như là bánh da lợn không á, rất là mềm dẻo mà nó khô gáo. Gỡ ra láng nữa, không có bể ha. Rồi bây giờ cái này thì mình sẽ cắt ra, vẫn còn ấm ấm nè. Cắt thì mình sợ dính á, vì có nếp á, cho nên Lan lót ở phía dưới là cái bọc ni lông nè. Chấn lên thì nó sẽ không có dính quá. Khuôn này thì mình sẽ cắt ra làm 8. Đầu tiên mình sẽ cắt ra làm đôi. Sau đó mình sẽ cắt lại làm 2 và làm 4. Bánh sau khi Lan cắt ra được 8 miếng như thế này. Đây cô chú anh chị em và các bạn, mình cắt ra cái miếng bánh mà thấy nó trong á, nó trong cái màu xanh á, là bánh mình nó đạt, nó chín nha. Còn khi mình cắt ra mà vẫn còn thấy màu đục á, là bánh mình nó chưa có chín. Rồi bây giờ mình để gì mình ăn. Còn bây giờ mình ăn không hết mà mình để ngoài gì thì nó sẽ khô. Khô cái mặt của nếp cũng như mặt bánh. Thì bây giờ Lan sẽ gáp lại
gáp lại, sau đó mình giữ vào tủ lạnh hoặc là để ở ngoài đều được. Ở ngoài thì mình để được 3 ngày, tủ lạnh thì mình khi nào ăn thì mình sẽ đem ra, mình bấm mình hâm nóng lại, không cần phải đem đi hấp lại. Đó, chỉ cần bấm lại chừng 20 giây, 30 giây thì cái bánh mình nó sẽ mềm. Mình rối lại như vậy rồi mình đem đến cho bạn bè hoặc gia đình mình ăn rất là ngon luôn. Bánh lại đẹp nữa. Lan cuốn thêm nữa nè. Để Lan xé ra một cái bánh cho cô chú anh chị em và các bạn xem ha. Bánh mình nó mềm. Nó mềm, nó dẻo, đó. Như thế này. Giờ Lan ăn thử luôn đi. Xé ra ăn thử nha. Nó dai. Ngon lắm. Ăn miếng xôi á, thơm thơm béo béo ngọt lợ lợ, ăn vô tới cái phần lá dứa cũng như là phần da lợn của đậu xanh thì nó bùi, nó béo, nó thơm, ngon lắm cô chú anh chị em và các bạn ơi. Hãy làm món này cho gia đình mình ăn nha. Ngày mới Lan chúc cho cô chú anh chị em và các bạn luôn luôn nè có nhiều món ăn ngon và mạnh khỏe. Lan cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của Lan rất nhiều. Lan xin tạm biệt, hẹn gặp lại những video mới tiếp theo. Thank you.